Một nhóm trộm mang dao, cắt khóa đột nhập nhà dân, lấy đi nhiều vật dụng, tài sản tại xã Thuận Lợi, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước. Vì quá sợ, người trong nhà chỉ biết nằm im, không dám tri hô. Theo xác minh, vụ trộm cắp xảy ra trong ngày Tết tại nhà anh L, 36 tuổi, ở ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo đó, vào ngày 24 tháng 1, gia đình anh L về quê có gửi nhà lại cho một người quen là chị H trong coi. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 1, một nhóm 4 thanh niên đột nhập vào trong nhà. Trong nhóm này, các thanh niên mang hung khí là dao nhọn đi vào trong nhà. Một đối tượng đã sử dụng kim để cắt khóa. Nghe tiếng động, người phụ nữ trong coi phát hiện có người đột nhập nhưng không dám lên tiếng tri hô. Sau khi đột nhập vào trong, nhóm trên đã lấy đi nhiều vật dụng tài sản gồm tivi, máy in, loa thùng, máy giặt tổng tài sản bị mất trộm khoảng 40 triệu đồng. Anh L cho biết trước đó gia đình anh đã bị mất cắp hai lần, lần này thiệt hại nặng nhất. Hiện vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra.